Bây giờ em sẽ chọn tiếp combo thứ hai dành cho da đen. Da mấy chị này đen, chỉ kêu pha mạnh, thiệt là mạnh cho hai chị. Một chị là hũ 450g, với lại một chị là hũ 200g. Thì nói da mạnh chứ em cũng sợ, em nhát tay lắm, cái nhà mạnh chứ cũng không biết dám pha mạnh không nữa. Nhưng mà anh này yêu cầu thì em sẽ pha mạnh nha. Pha mạnh thì em gồm là cốt thái nè, cốt thái thì của mình cốt thái là 60%, 65%, 65% cốt thái, 5 tẩy, 20%, 15% arbutin thôi, 10% bạch ngọc liên, 5% serum cấp ẩm dưỡng ẩm dành cho da khô, với lại 5% serum kích kích sắc tố trong da ha. Có serum kích sắc tố trong da cho mấy chị mau lên tông ha. Thì em sẽ pha mạnh cho mấy chị, nhưng mà khi mấy chị xài mà mình cảm thấy da mình lên tông hay gì đó thì mấy chị ngưng nha. Mấy chị ngưng nữa, mấy chị kêu em pha nhẹ lại, hoặc là sau đó thì mấy chị theo dõi cái da của mấy chị và mấy chị nói với em mới biết đường nha mấy chị ha. Thì bây giờ em sẽ pha mạnh, vậy là phải pha hai hũ ha. Hũ 450g với hũ 200g hay cả nhà. Bắt đầu em sẽ vô líp trộn nha. Bây giờ em sẽ trộn hai hũ hay cả nhà ha. Một hũ hũ này với lại hũ hai hũ này đi. Rồi nha, bây giờ em sẽ quay vô líp pha kem mạnh. Chị nào mà da đen mà không có tông thì mấy chị lấy cái này, nó mạnh. Cái này vừa kết hợp tẩy arbutin, bạch ngọc liên đó là mạnh, rồi thêm khử thâm với lại thêm cái kích mạnh cho mấy chị nữa, cái kích mạnh, cái serum tăng sắc tố kích mạnh cho mấy chị nữa nha. Pha hai hũ ha, cái hũ này mới pha nãy dít ra cả nhà, mình nhìn nó ghê quá, thôi để nó qua một bên đi, lấy cái hũ này cho đẹp. Cái hũ này cho đẹp ha cả nhà ha. Chỉnh cái điện thoại xuống một xíu nha. Da đen á thì em sẽ lựa những cái kem mạnh đó, em sẽ sử dụng những cái kem mạnh, mấy cái kem mạnh xíu cho là mình thôi. Em sử dụng Việt Lan nha cả nhà, một hộp tẩy Việt Lan nha. Mạnh thì nó sẽ có tẩy rồi nó có đủ thứ hết. Mạnh nha. Qua cái hũ bên đây nè, hai hũ em dứt lượt hai hũ cả nhà. Đây pha mạnh đi, dư một hộp mạnh để ai có da mạnh thì xài da mạnh luôn. Tiếp theo em sẽ sử dụng gái Nhật, hai hộp gái Nhật hay cả nhà. Cái Nhật đó là cái chị em nào mình muốn xài da mạnh thì mấy chị lấy cái viết ra, mấy chị ghi, em viết em có đọc nguyên liệu tên gì nè đó, mấy chị ghi lại rồi mấy chị ra chợ mấy chị mua đó. Mấy chị nào không biết thì mình chụp màn hình lợ mình đưa cho người ta, mình ở ngoài chợ người ta bán nguyên liệu á, là mấy chị nói cái tên là người ta biết hà, hoặc là mấy chị chụp màn hình lại thì màn hình lại rồi mấy chị ra mấy chị mua chứ có gì đâu. Đó. Em nói nguyên liệu nè mà mấy chị không chịu xem, mấy chị không có xem mà mấy chị cứ vô kêu em ghi cho mấy chị từ món, đâu có thời gian đâu mà ghi từ món cái gì, mình phải bỏ công sức ra tí xíu ha, mình muốn thì mình phải chịu khó mình xem đó, rồi cái nào không biết thì hỏi thì em hướng dẫn cho mấy chị ha, không biết thì hỏi thì em chỉ cho mấy chị. Cái gì mấy chị cũng hỏi hết, mà người nào cũng vô hỏi, mấy chị biết cái YouTube của em là 6-7 ngàn người theo dõi, mà người nào cũng hỏi hết sao em chỉ nổi, chết luôn mấy chị ơi. Chị không nổi ha. Rồi em sẽ sử dụng hai hộp sù ha.
Đó, sầu nghe mấy chị. Đó, sầu có tem hăng ngọc. Sầu loại 1 cho em nha. Mấy hôm nay trời lạnh cái kem nó đặc lại nè. Trời lạnh cái kem nó không có lỏng, trời lạnh cái kem nó không có mềm á, nó đặc. Nó đặc lại á. Thịt nó hơi cứng hơn so với bình thường mấy chị. Cái nhiều chị kêu đưa vỏ hộp, yêu cầu kêu đưa vỏ hộp. Mà nó lâu, nhìn nó quay cái clip nó lâu mấy chị, tại vì tháo lâu lắm, tháo vỏ hộp nó lâu lắm. Quay một hũ thì được chứ quay hai hũ tháo vỏ hộp nó lâu lắm. Bởi vì em quay trước một hũ đi, hũ kia hồi em chọn sao. Hũ này cho chị Khánh Băng ở Bình Dương, hũ 450g. Đó em tiếp tục chọn emon nha mấy chị, emon Thái nó trắng ha, em sử dụng hai emon nè. Nè, hàng Thái đàng hoàng nha mấy chị nha. Chắc kem rất là đẹp. Da đen thì em sẽ nghiêng về lửa mấy cái phần thành phần kem trắng nhiều cho mấy chị ha. Mấy cái thành phần kem trắng nhiều. Đờ nao ha, em sử dụng hai đờ nao nha mấy chị. Ha, đờ nao. Nào nó trắng em thích xài là nào lắm đó. Chị em nào da có tông rồi mình muốn xài dưỡng thì mình xài dưỡng, chứ đừng thấy ham mà em trộn Bạch Ngọc Liên thấy ham kem mạnh cái xài kem mạnh nghe mấy chị nha. Mình da có tông mình muốn dưỡng thì mấy chị cứ nói với em là set combo dưỡng cho mấy chị ha, set combo dưỡng về cho mấy chị tự chọn mấy chị dưỡng ha. Chứ thấy người ta ham ham mới thấy người ta phái làm cái phái cái nhảy vô xài. Giờ mình có tông rồi thì mình không có xài nữa nha. Rồi cái này em sử dụng AC Thái ha, AC Thái nó trắng lắm, em sử dụng AC Thái nha cả nhà nha, hai hộp AC Thái nha. Cái điện thoại này nó hơi tối cả nhà thông cảm nha, cái máy kia hết pin nè. Em quen hồi cái em quên cái điện thoại nó cứ lọt lọt hoài hả cả nhà, cái điện thoại nó cứ lọt em quên hoài luôn á. Này AC Thái nha cả nhà, AC Thái ngọc trai nha, AC Thái ngọc trai vừa trắng mà nó vừa cung cấp cái vitamin cho mình luôn, nó có ngọc trai rất là tốt đó. Chị em thích thì mấy chị lấy viết ra mấy chị ghi ha. Tiếp theo là em sử dụng cái vết hồng để chống nắng cho mấy chị, tại vì mấy chị này pha tẩy nhiều nên em sử dụng vết hồng chống nắng nha. Hai hộp vết hồng chống nắng nha.
xong. Căng thử cái đã. Được nhiêu cốt? Ít quá cho thêm cốt nữa cả nhà ơi. Này ít cốt quá. Em thêm hai hộp cá nhục nữa. Hai hộp cá nhục với hộp chống nắng nữa. Dứt xong mà phải căng cốt nó mới biết. Thêm kem chống nắng nữa đi. Em quay hồi cái hũ nó cứ lệch, với cái điện thoại nó cứ lệch hoài cả nhà. Nó cứ lệch hoài cả nhà ơi. Rồi bây giờ tiếp theo em sẽ bỏ nếm, một cọc nếm đỏ vô ha cả nhà ha. Mấy chị này chắc da đen nhiều á. Mấy chị mà da đen nhiều á thì mấy chị chịu khó, mấy chị tắm trắng rồi mấy chị dưỡng ha, mấy chị dưỡng hoặc là mấy chị lột xong rồi mấy chị dưỡng, mà bây giờ cận Tết rồi không biết lột kịp không nó, tại vì lột cả nó bong da cả tháng á cả nhà. Mấy chị chịu khó lấy một cái set tắm trắng Thái về mình tắm cho cái da nó non lên, lần mình dưỡng cho nó ăn kem nó mau lên tông, rồi mấy chị dưỡng từ từ. Chứ mấy chị đừng có gấp quá nha, gấp quá không có được, pha mạnh vừa thôi chứ mạnh quá cũng không được nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái gì ta, cái này là tinh chất serum kích, serum truyền trắng nè. Ê, cái này là serum truyền trắng nè, cho mấy chị này miếng serum truyền trắng. Da đen á, serum thử thăm. Cái này pha mạnh thiệt là mạnh. Ủa nó cái muỗng kem đâu rồi ta? Collagen. Nhét cho này nó hết luôn. Hết rồi. Nhiêu đó là mạnh rồi đó cả nhà. Nhiêu đó là đủ mạnh rồi. Bây giờ em sẽ đánh cho nó mịn trước đi rồi em mới bỏ tiếp nữa nha cả nhà nha. Đánh cho này nó mịn lên cái đó.
dắt lên, dắt lên mới đánh tiếp nữa nha. Bây giờ tiếp theo nữa em sẽ bỏ cái gì ta? Tiếp theo nữa em sẽ bỏ e-butin, đó là cốt mới đánh xong đó cả nhà. Giờ em sẽ bỏ e-butin nha. E-butin. E-butin nhiều một xíu đi. 20%. 20% e-butin luôn. Đen mà. Đen thì cho nhiều luôn. Này mạnh nha cả nhà, da này da mạnh nha cả nhà nha. Da mạnh chứ da yếu là không được nha. Rồi bạch ngọc liên 10% bạch ngọc liên luôn. Chút xíu nữa bỏ bạch ngọc liên lên trên nha. 10% bạch ngọc liên luôn. Đó da mạnh đó. Rồi em sẽ bỏ cho chị viên ơ. Viên ơ căng bóng nha cả nhà. Bỏ hai viên ơ này. Ấy đồ xì vậy trời ơi. Viên này nó nhiều nước kìa người ta. Hai cái viên ơ. Bên đây viên đó. Mùa này da khô cả nhà nên em sẽ bỏ cái viên đó cho cả nhà mình nhiều một xíu ha. Rồi em sẽ đánh lên nè. Khi bỏ bạch ngọc liên với e-butin là chắc kem vậy đó cả nhà. Nhà thấy chắc kem không? Em vét xuống ha. Vét cho cả nhà mình xem. Chà, chắc kem ra dĩa nè cả nhà thấy không? Đó rồi bây giờ em sẽ bỏ dưỡng vô. Dưỡng thì em sẽ để hủ quay. Bích quai cho nó thấm. Rồi đánh lên nữa là xong. Xíu nữa bỏ bạch ngọc liên thêm lên trên mặt nữa ha. Xếp thử ra nghe cả nhà. Thấm rồi nè, kem nó văng lên thấm rồi nè. Cái tay em nãy giờ thử nhiều kem lắm rồi. Nè. Nó thấm rồi đó cả nhà ơi. Thấm kem này ha. Rồi. Em sẽ chọn bỏ thêm tiếp cái hũ đó nữa. Quay cho nó lẹ cả nhà ha. Đây là chất kem của mình nha. Thì dính gì đây đó cả nhà thấy chắc kem không, dẻo như vừa xài ha. Còn chị em nào muốn đặt thì mình có bạch ngọc liên qua ngày hôm sau tự động cái kem nó sẽ khô đặc lại nghe cả nhà. Khi mà mấy chị về mấy chị để cái nhiệt độ chỗ mát á, thì kem nó sẽ đặc đậm đặc lại. Còn khi mấy chị để ngoài nắng là nó sẽ chảy kem lỏng ra, tại vì cái bản chất bạch ngọc liên á, là khi mấy chị để ngoài nắng á, nó sẽ lỏng nó chảy ra. Giống như cái máy sấy cũng vậy nữa, khi mà mấy chị sấy cái là nó sẽ lỏng ra. Để sát khuẩn trong đổ xe. Rồi, thấy kem bệnh ghê luôn nè, thấy không cả nhà? Sấy cái kem nó bệnh ghê ghê không? Rồi xong rồi ha cả nhà ha, đây là chất kem của mình nè. Đó. Dẻo vừa xài ha. Bây giờ em tắt like để em chọn tiếp cái kia là em đóng gói cho mấy chị ha. Rồi để mai em rảnh em sẽ quay tiếp cho mấy chị xem nữa ha.
có bữa rảnh có bữa không, cả nhà có nhiều bữa đơn nhiều á, bữa nay đơn trộn nhiều, hôm qua thì không có đơn trộn nhiều, hôm qua là đơn nguyên liệu, hôm qua là đơn mua nguyên liệu không mà cả nhà, nên là sổ nguyên liệu giao cho khách sỉ nguyên một ngày, hôm qua sỉ nhiều, hôm qua sỉ cả chục chị sỉ á, còn hôm nay thì trộn khách lẻ nhiều đó. Nói chung bữa này bữa kia bữa nào có khách lẻ mà trộn nhiều thì em sẽ trộn cho cả nhà xem, tại vì em nói chung là em không có muốn trộn sẵn một thao bự, cả nhà trộn sẵn một thao bự thì nó tiện lắm, trộn sẵn thao bự em vô hộp sẵn mấy chị mua là em đóng gói nó lẹ, nhưng mà tại vì em muốn trộn theo da mấy chị, nhiều chị nhầm khi trộn da mạnh xong cái toàn da yếu mua không à, mấy chị da mỏng da yếu cái em phải quay em làm lại từ đầu, trộn lại từ đầu đó kiểu vậy đó, mà mình em không có muốn bán để qua ngày ngày nào là xong ngày đó, ngày nào là giải quyết cái chất kem ngày đó cho cả nhà, là em nhớ cái da của mọi người á, khi mà em chọn em nhớ cái da của mấy chị, là mai mốt mà mấy chị có mua nữa là em biết em điều chỉnh cái da cho mấy chị, chứ mà trộn sẵn 5-6 kg cả chục ký á cả nhà không có nhớ da của khách, không có nhớ da hen đó, bởi vì tại vì em muốn làm theo dõi chăm sóc da cho mấy chị luôn, để coi cái da của mấy chị sao để em biết đường ha. Rồi vậy thôi em kết thúc clip nha cả nhà nha, kết thúc clip nha, chị em nào mà combo da đen thì mấy chị sử dụng công thức này, lúc mà em dít kem em đã nói tên sản phẩm số lượng này kia các kiểu đó, thì mấy chị cứ đi ra mấy chị mua, hoặc mấy chị chụp màn hình lại ra đưa tiệm mỹ phẩm mấy chị nói là ai cũng biết hết, ví dụ như mấy chị mua xù nè, gái Nhật nè, em mon nè, quan nè, bóp đờ nao thì mấy chị nói lấy cho tôi mỗi loại 2 hũ 3 hũ gì đó, mà loại hàng Thái loại 1 loại tốt là người ta biết hả mấy chị đó, hoặc là BL người dưỡng là người ta biết, chứ không cần phải phải gì hết trơn á, mỹ phẩm mấy chị nói là người ta biết đường người ta bán cho mấy chị hết trơn à ha. Rồi nha, rồi em chúc cho mấy chị giả vé cho mấy chị ha, giả vé cho mấy chị da mau đẹp nè, mau linh tông nè, giả vé cho mấy chị em nhà mình mua mai bán đắt nè, mấy chị em nào kinh doanh thì mua mai bán đắt nha, gần Tết rồi đi bảo đơn hay mấy chị ha. Rồi chúc mấy chị gắng dồi dào sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nha mấy chị nha. Là em xin kết thúc clip, chào tạm biệt mấy chị, là cảm ơn mấy chị rất nhiều đã thương yêu và ủng hộ em trong cái thời gian qua, nói chung là có nhiều chị khách quen ủng hộ lắm, nhiều chị khách quen quay lại mua 5-6 lần 6-7 lần rồi mua cho em út đồ này kia nữa, cảm ơn mấy chị rất là nhiều đã thương yêu em ha, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha, chào tạm biệt mấy chị, chào tạm biệt.